Hello, chào tất cả các bác nhá. Chiếc Marlin 7 xanh nhám 2022 CS màu sườn cong các bác, sườn võng. Đó. Bên em thì là hiện tại còn hai chiếc, thì một chiếc là đang bán đây. Đó, đang đi ship hôm nay là 21 âm lịch. À đâu 22 âm lịch. Đó, các bác nào ở Hà Nội có thể liên hệ bên em nhá để ship ra tận nhà luôn. Còn các đơn ngày hôm nay em chỉ nhận nốt ngày hôm nay thôi. Đi tỉnh thì các bác sẽ phải gửi xe khách và thanh toán trước. Thì con này thì em đang để giá gọi là thu hồi vốn nhé các bác. Con này chỉ có 16 triệu thôi nhá. Chiếc Marlin 7. Chiếc Marlin 7 2022 chỉ có 16 triệu thôi. Mà bây giờ các bác mua đời 2023 thì nó sẽ là 19.900. Đấy, mấy con này thì có 16 triệu mà xe mới nhá các bác nhá. Xe mới 100%. Size S khung võng thì cũng rất là đẹp mà. Đấy, thành các bác nào mà thích cái kiểu võng này rất là hay, cũng chỉ còn một chiếc thôi. Giá siêu tốt, bằng giá xe lướt luôn. Con này đã được lắp thêm chắn bùn, thêm chắn bùn nữa. Đấy, các bác có nhu cầu liên hệ với em nhé. 21 triệu à, 16 triệu xe mới 100%.